Vâng, con này thì đẹp như mới nha các bác. Thì hàng sưu tầm, bác nào mình lấy con này thì alo cho em. Thì con này là con JBL MBX300. Đối với em này, con chạy 24 sò. Các bác có thể chơi được một cặp full 30 hoặc là chơi hai full 25 nha các bác. Thiết kế của dòng JBL thì nó đậm chất Mỹ rồi. Dày, dày khoảng là 10 cm. Đấy. Mới tinh, các bác thấy ốc này. Đây, các bác thấy. Hàng điện châu Âu 230V nha. Rất là tiện nha các bác. Đây các bác, đây các bác thấy đồ đẹp nha. Rất là nặng nha các bác. Các bác mà đang sử dụng những cặp full JB á 115. Con này chơi JB thì các bác chơi một cặp full 40 ok luôn nha. Hoặc là một full 30, một cặp một full 25. Hoặc là chơi hai full 25. Hoặc là chơi một full 40 keng nha. Đường tín hiệu vào thì dòng JB nó xin thiết kế là ba lăng nha các bác. Ba lăng và 6 ly luôn ở cùng một chỗ luôn, như những con boss vậy đó. Đấy. Chạm loa rất là mới. Mắt in USA nha các bác. Rất là đẹp luôn á. Con này giá 10 triệu nha các bác. 10 triệu. Em mới về được một con. JBL MBX 300 hai volume phía trước. Đấy. Tất cả hoạt động hoàn hảo. Chỉ việc là các bác chốt và em sẽ gửi hàng tới tay các bác để các bác sở hữu một con bao JBL xịn sò để chúng ta trưng bày và thưởng thức sắc âm, chuẩn bị là hát karaoke cũng như là nghe nhạc. Ghép với những cặp loa JB thì full JB thì các bác chơi con này quá ok rồi. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất đó luôn nha. Giá em nó là 10 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Và được tặng kèm một bộ dây ba lăng để các bác cắm nối từ vang xuống nha các bác. Vâng, và đây là mời các bác cùng đi vào bên trong cấu hình của con JBL. Đấy, 4 tổ lọc nguồn và hai cái rơ ly và cái tăng phô. Đặc trưng của những dòng tăng phô của Mỹ thì nó không được đẹp mắt như những tăng phô Nhật coi nha các bác, nhìn nó nục nà lắm, như những con QC vậy đó. Đây, tổng là 24 sò. Rất là khỏe nha. Con này các bác chơi một cặp full 40, quá tuyệt vời luôn, những cặp RRX 115. 215 thì đều ok nha. Rất là mới. Đấy, các bác thấy cầu chì sứ còn nguyên nha. Đấy, cầu chì sứ này các bác. Đấy. Các bác chơi những dòng này đặc trưng là nó hay và tiếng thì lực, thứ hai là quạt nó rất là êm nha các bác, nó không có ồn. Kể cả như những cái chiến áp mà còn luôn cái ống nhựa này các bác. Ghê chưa? Quá là mới nha. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nha, về được một con rất là mới, hàng sưu tầm. Giá 10 triệu đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 200.000 là còn 9.8 triệu, được tặng kèm một bộ da ba lăng nha các bác. Thì cọc tiền thì các bác cọc 1-2 triệu gì đó thì em ship hàng tận nơi. Thì giá 10 triệu là cọc tiền thì giá 10 triệu, còn chuyên con đổ thì bớt 200.000, và hai phương thức trên đều được tặng kèm một bộ da ba lăng nha các bác, để các bác kết nối với vàng xuống. Bên em mà luôn làm những sản phẩm hàng tuyển chọn kỹ lưỡng thì các bác thứ nhất là nghi và thứ hai là sắm sửa cho mình một trong những sản phẩm chất lượng xịn sò và ngắm nghĩa trưng bày. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì em về được một con MBX300, cũng làm video và giới thiệu, cũng tiếp thị đến tất cả các bác.